Hi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình được bạn dưới quê đem lên cho mình mới ốc. Ốc bu có, ốc lát có nữa ha. Cả nhà rồi. Giờ mình đi hấp xả, cái nước không xả thôi. Giờ mình đã ngâm rửa sạch rồi, mình ngâm ớt á, từ sáng giờ chờ con ốc nó sạch trơn. Nhìn rất là ngon cả nhà ơi. Do mùa dịch rồi không có đi review món ăn gì được, hôm nay có món ốc dưới quê gửi lên này, tiện ghi hình lại gửi cho cả nhà coi, chia sẻ cả nhà coi luôn. Rồi giờ mình đi luộc mình mời cả nhà coi nha. Đây, xin chào cả nhà nha. Giờ mình ốc mình đang luộc nè cả nhà ơi. Ốc này mình luộc bằng nước dừa, nước dừa để có xả cay luôn, bỏ vô cho nó thơm ha. Là sốt một cục thơm lắm, thơm mùi xả với mùi nước dừa và quyện vô. Đây là mình bầm xả để mình làm nước mắm mình chấm ốc á. Giờ đã hở miệng rồi, chín rồi cả nhà. Thôi con xả mà mình vừa mới bầm xong, em nước mắm đá mình pha vô xả là mình có thể mình chấm móc mình ăn được rồi. Bà nói gì ba? Rồi mình xin chào cả nhà nha. Nãy giờ ốc mình luộc xong rồi nè, mình rất là hấp dẫn cái này ha. Giờ mình thử con xem. Nó rất là thơm. Nó giòn giòn, nó ngọt của cái nước dừa nữa nên nó rất là lạnh. Khi mình luộc ốc mình đem muốn gia vị vô này á, nó nóc vừa ăn mà nó thơm lắm, cộng với nước xả nó tắt nữa, có nước chấm nữa, làm nên một thực phẩm luôn. Để mình lấy sơ về cái quá trình để mà có một cái mẻ ốc ngày hôm nay nha. Ốc á là mình đem về mình ngâm nước, mình bỏ ớt vô. Mình ngâm hồi sáng là khoảng 5-6 tiếng vậy á, rồi mình mới đem cho mình rửa sạch lại, mình luộc ở đây mình luộc với nước dừa và xả cây này. Các bạn thấy nè, nhìn ốc nó rất là sạch ha. Ốc này là ốc bu, đít nó nhọn nhưng mà nó nhỏ, có bu nó rất là bự, cái này là ốc nhỏ nha các bạn. Trời, ngon quá. Giờ mình xin phép kết thúc clip ở đây nha. Xin chào các bạn và hẹn các bạn ở những clip tiếp theo. Khi nào mà có cái gì hình mới á, lạ mình sẽ ghi hình lại, mình chia sẻ cả nhà coi nha.
rất là hấp dẫn. Ốc nó giòn ăn. Thật các bạn.